Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình nha. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục trở lại với giá xe Yamaha Regal trong giai đoạn tháng 3 năm 2024 này. Bởi vì giá nó được điều chỉnh, hiện tại giảm rất là sâu, rất là ưu đãi luôn. Quang cảm nhận như một mình tôi chống lại cả thế giới nha. Hầu như chỉ có một mình nó là liên tục làm video về chiếc Yamaha Regal này. Hồi ai cũng bỏ qua nó, nhưng mà mình thì không bỏ qua được. Tại sao bỏ qua một chiếc xe tay ga cho nam 125 phân khối, rất là nhiều tiện ích mà giá thành của nó lại rất là thấp nữa. Rồi không để tốn thời gian của các bạn thì chúng ta sẽ bắt đầu với phiên bản tiêu chuẩn luôn nha. Thì tiêu chuẩn bên mình hiện tại chỉ đang có màu trắng thôi, và chiếc này sẽ không có hệ thống chống bó cứng phanh ABS. Đó là điểm khác biệt so với phiên bản cao cấp. Chúng ta sẽ không có bất kỳ một cái tem ABS nào trên cái mỏ dìa của xe hết. Trắng này là trắng sữa thông thường, không phải trắng ngọc trai nha, trắng tinh thông thường thôi. Tem của nó sẽ là màu xanh đen, chữ Frigo sẽ là chữ tem dán decal. Một điểm khác biệt nữa là xe này sẽ không có cái nút Stop and Start System, tức là không có cái chế độ tự động ngắt á. Và điểm quan trọng là nó sử dụng khóa cơ chứ không phải sử dụng khóa thông minh. Đó, không phải sử dụng remote smart key, nó là sử dụng khóa cơ truyền thống. Đó là ba cái đặc điểm khác biệt nằm trên phiên bản tiêu chuẩn so với phiên bản cao cấp. Thì chiếc này hiện tại là 31 triệu, mà chiều 4 triệu của tháng này là chỉ còn có 27 triệu đồng thôi. Giá cực kỳ rẻ luôn mọi người. Và trường hợp mà bạn không lấy 4 triệu thì các bạn có quyền lấy cái điện thoại Samsung Galaxy A15 ha. Mà đối với bản thân tôi đi mua điện thoại tầm trung, tôi sẽ nhắm tới Xiaomi chứ không bao giờ mua Samsung. Mà mua phân khúc cao cấp thì mới mua Samsung hoặc iPhone thôi. Còn tầm trung hoặc là cận cao cấp mình sẽ chọn Xiaomi. Rồi chúng ta sẽ chuyển sang phiên bản cao cấp hay còn gọi là phiên bản đặc biệt ha. Chiếc này là màu xám xi măng, tem của nó sẽ là màu xanh ngọc và màu xám này sẽ là màu xám bóng. Chính vì nó màu xám bóng cho nên là bữa giờ cũng nhiều người tìm lắm. Tại vì năm trước là nó ra màu xám nhám, năm nay nó đổi màu xám bóng mà dạng xám xi măng á, nó rất là thu hút, nó rất là bắt mắt luôn. Nhìn ở ngoài nó thật sự đẹp và nó phối với những cái viền màu đen cũng như màu xanh ngọc nữa. Con này là 34.500.000 đồng cho chiếc xe màu xám này, và đang khuyến mãi 4 triệu, nếu không lấy điện thoại thì chỉ còn là 30.500.000 đồng. Giá chưa bao giờ rẻ đến như vậy, nhưng mà tiện ích thì rất nhiều. Xe này sử dụng đèn led trắng 2 tầng ha, và nó sẽ có 2 cái đèn mi hai bên. Và đặc biệt ở tầm giá này, bạn nào kiếm được chiếc xe nào tay ga nào mà có hệ thống chống bó cứng phanh ABS đâu, trừ khi nào mấy bạn mua xe cũ thôi. Thì cái phanh ABS nó sẽ an toàn hơn, vỏ là vỏ không ruột luôn ha. Nó an toàn hơn khi mà các bạn thắng gấp, nó hạn chế cái khả năng trơn trượt bánh, nó chống bó cứng bánh trước khi chúng ta thắng ở trên đường khi di chuyển ha. Chung là an toàn hơn. Và cái đó nếu bạn gắn bên ngoài á, thì 5-7 triệu, mà đó là hàng bên ngoài chứ không phải hàng chính hãng nữa. Và đặc biệt á, là không có bất kỳ một chiếc xe tay ga nào có cái phanh ABS mà tầm giá nó rẻ như vậy luôn. Năm 2023 giở gì trước á, thì nó sẽ có màu xám nhám như thế này. Thì bên mình vẫn để ở cái mức giá bằng so với cái phiên bản màu mới luôn. Tại vì tính năng nó không khác, nó chỉ khác cái màu thôi. Bạn nào thích màu nào thì lấy màu đó. Xám nhám này sẽ có giá là chiều khuyến mãi 4 triệu rồi là 30.500.000 đồng. Còn ví dụ như bạn muốn lấy cái điện thoại thì bạn thanh toán với cửa hàng là 34.500.000 đồng ha. Và chúng ta chờ hãng gửi cái điện thoại về đại lý và đại lý sẽ trao cho các bạn. Xe này sử dụng khóa thông minh smart key, chúng ta sẽ sử dụng remote chứ không có xài chìa. Trên này sẽ có sạc điện thoại luôn các bạn, tuy nhiên là nó không có cái chỗ để điện thoại thôi. Xe này vẫn có công tắc đèn. Bây giờ công tắc đèn được coi là một tính năng luôn. Hầu hết tất cả các dòng xe tay ga bây giờ là nó bỏ cái công tắc đèn rồi. Xe này vẫn còn giữ lại. Và cái nút Stop and Start lúc nãy mình nói nè, trên phiên bản đặc biệt sẽ có nè. Đây là nút đèn. Cái đó chế độ tự động dừng á, khi các bạn dừng xe đèn đỏ chẳng hạn, chúng ta chỉ cần vặn ga và chạy không cần đề lại. Bên tiêu chuẩn thì nó không có tính năng đó. Mặt đồng hồ là mặt đồng hồ điện tử. Và thông số xe mình nó cũng hạn chế chứ không quá nhiều, nhưng mà ok, đó là được. Bên này thì cụm công tắc bên này thì nó quá quen thuộc rồi, không có gì để giới thiệu cho các bạn rồi. Một màu sắc tiếp theo nữa của phiên bản cao cấp đó là màu đỏ nhám. Và các bạn lưu ý là màu đỏ nhám, màu xám nhám và màu xanh rêu nhám là những màu của 2023 trở về trước. Chính vì thế mà khả năng còn hàng của nó khi các bạn xem video có thể có hoặc không. Nên khi các bạn chọn màu nào thì các bạn điện vô cửa hàng trước giúp mình 1-2 ngày nha. Để ví dụ như chiều nay các bạn lấy thì sáng nay các bạn có thể gọi hỏi còn hay không. Ví dụ vậy ha. Con đỏ nhám này cũng giá 34.5, trừ 4 triệu nếu không lấy điện thoại là còn 30.500. Và giá này đã VAT rồi, chưa bao gồm trước bạ biển số. Trước bạ biển số thì nó phải phụ thuộc vào hộ khẩu mấy bạn ở đâu nữa. Các bạn lưu ý là màu mới nó không có đỏ nhám nguyên con như đây nha. Màu mới là màu đen đỏ. Nó sẽ có một cái móc treo đồ chỗ này, và hai cái chìa này, hai chìa khóa cơ dự phòng để dùng để mở cốp yên ha. Chúng ta sẽ mở cái tháp bình xăng chỉ với một nút nhấn. Và tiện ích của xe này là bình xăng nằm phía trước rất tiện lợi,
như là mình thường đi xa đét mình chơi, là mình mua cây gì đó, mình chở đồ, mình gạn đồ phía sau, đổ xăng không cần phải xuống xe, mở cốp pin rất là tiện luôn. Hoặc là các chúng ta đi gia đình chẳng hạn, cái bình xăng nằm phía trước là một lợi thế của xe này. Mức tiêu hao nhiên liệu của xe này là 2.03 lít trên 100 cây. Tính ra một lít xăng chúng ta sẽ đi trung bình tầm khoảng cỡ 45-50 cây, tùy theo các bạn chạy như thế nào và cái con đường chúng ta đi như thế nào nữa. Nói chung là mình thích mấy chiếc xe này bình xăng phía trước lắm. Và sẽ có một cái sàn để chân phẳng nữa, không có một chướng ngại vật nào hết, để các bạn có thể chở những cái bạn bếp cưng của các bạn theo, chó mèo gì đó chẳng hạn. Thích combo đồ lắm, thích bóc xóc lắm luôn mà không có điều kiện để nuôi, để chò. Chiếc các bạn đang xem này là mẫu màu sắc 2024, màu đen mờ. Tem của nó Frigo S sẽ là chữ nổi như thế này, và nó phối với lại màu đen bóng cũng như là màu vàng đồng. Một cái điểm đặc trưng của phiên bản mới lần này là nó sẽ phối với cặp mâm màu vàng đồng trên cả màu đen và màu xanh. Con này thì cũng đồng giá luôn, trừ khuyến mãi rồi là còn 30.500. Sẽ có chương trình hỗ trợ trả góp luôn. Các bạn có thể trả trước là từ 20% tới 70% giá trị xe. Thủ tục là chỉ cần căn cước công dân có chip từ 18 tuổi trở lên là được nhé. Và các bạn lưu ý một điều là khi các bạn mua trả góp á, thì cửa hàng sẽ lên đúng giá xe là 34 năm. Tuy nhiên các bạn vẫn được hỗ trợ 4 triệu vào tiền mặt nhé. Các bạn yên tâm, vẫn được hưởng trọn khuyến mãi, hoặc là lấy điện thoại gì đó vẫn được hưởng trọn đầy đủ. Và có chương trình thu xe cũ tới xe mới luôn. Xe nào nhà bạn không sử dụng nữa, đem đến đại lý bên mình sẽ có nhân viên kiểm tra xe và thu lại cho các bạn, báo giá cho các bạn ha. Xe này sử dụng động cơ BlueCore, động cơ độc quyền của Yamaha, giúp xe vận hành êm ái, nhẹ nhàng, tiết kiệm nhiên liệu, dễ sửa chữa các thứ. Và bây giờ mình sẽ mở cái cốp cho mấy bạn xem. Chính vì cái bình xăng nó nằm ở phía trước cho nên là chúng ta sẽ có một cái cốp xe rất là rộng luôn, tầm khoảng có 25 lít. Các bạn có thể để một cái ba lô được vừa luôn, hoặc là để các vật dụng cần thiết một cách thoải mái. Nói chung là xe này rất là nhiều tiện ích luôn, không có kiếm được con tay ga nào mà tiện ích nhiều như xe này mà giá thành nó rẻ như vậy đâu, mình nói thiệt luôn á. Và trong thời điểm tháng 3 mình đang báo giá cho các bạn tháng 3 nha. Xe này nặng 103-104 kg, 125 phân khối nha. Sử dụng remote thì nó sẽ có một cái remote như thế này. Yamaha chỉ cho một cái thôi, chắc là để tiết kiệm chi phí hay gì, nhưng mà chỉ có một cái thôi. Và có cái màn bông mật 6 số đỏ đỏ phía sau. Bạn nào muốn làm thêm cái này làm, mà để lâu ông xài hết pin gắng chịu nha. Chế độ bảo hành là 3 năm hoặc là 30.000 cây. Bảo hành bảo dưỡng là trên toàn quốc, đi bất kỳ địa lý nào cũng được. Kính xe thì nó hình chiếc lá giống như là Jupiter hoặc là Exeter. Bình quy nằm trong này, số khung cũng nằm trong cốp của xe luôn. Và có dạng một phụ tùng cho xe cũng nằm ở dưới phần yên xe. Cái đuôi cũng khá là đẹp em mọi người, mình thấy không có ai chê cái phần đuôi lắm. Các bạn đang xem màu sắc này là màu xanh rêu nè, thì con này cũng sẽ giá như vậy luôn, là 34 năm cộng 30 năm hoặc là 34 năm cộng với Samsung Galaxy A15. Thông tin cửa hàng Quang sẽ để dưới phần mô tả nha. Các bạn nào mà có cần liên hệ gì đó thì sẽ nằm dưới phần mô tả đầy đủ thông tin cho các bạn hết, tên, địa chỉ, vị trí, số điện thoại liên hệ, các thứ nằm ở dưới phần mô tả nha. Rồi, xe này nó sẽ có những cái điểm yếu gì? Cái sàn để chân nó sẽ hơi hẹp tí xíu nè. Phuộc thì nó chỉ có một cây phuộc, tại vì cái khung sườn xe nó như vậy rồi. Nó không có sản xuất dè chắn bùn con. Đó là những cái điểm yếu mà mình thấy trên chiếc xe này. Tất nhiên không có gì hoàn hảo rồi, chỉ là người ta có nói cho mấy bạn biết hay không thôi. Tháng sau tháng này vẫn là tháng đùm nha mọi người. Xe này tháng sau tháng đùm, bình thường mà. Tại vì ở phân khúc giá này tất nhiên như vậy rồi. Chỉ có... nó không có dè chân bùn con và phuộc nó chỉ có một bên thôi. Nhưng mà hầu hết tất cả các dòng xe tay ga bây giờ, thậm chí là nhiều người đang chạy xe một phuộc họ vẫn không biết. Rồi, tổng kết lại, đó là những điểm yếu của xe. Và những điểm mạnh là xe là gì? Mình sẽ tổng kết lại một lần nữa ha. Đầu tiên là nó sử dụng đèn LED trắng. Thứ hai là nó có hệ thống chống bó cứng phanh ABS. Thứ ba là động cơ BlueCore, động cơ độc quyền của Yamaha, màu này màu xanh dương nha. Xanh dương nhám màu mới giống người 2024 á, nó có tem màu đen và cái mâm nó màu vàng vàng đồng. Thứ tư là nó sẽ có phiên bản sử dụng khóa cơ và phiên bản sử dụng khóa thông minh cho các bạn lựa chọn. Đó, hiện đại được trang bị khóa thông minh Smart Key. Thứ năm là nó sẽ có công tắc đèn cũng như là chế độ Stop and Start. Thứ sáu là bình xăng nằm phía trước. Thứ bảy là một cái sàn để chân phẳng. Thứ tám là chúng ta sẽ có một cái cốp rất là rộng luôn, các bạn để đồ thoải mái luôn. Thứ chín là chúng ta sẽ có một chiếc xe động cơ 125 phân khối chứ không phải 100 hay 110. Các bạn lưu ý điều này, 125 phân khối không phải để các bạn đua, mà để chúng ta tăng tốc mượt mà lên giúp cầu này nọ, nó sẽ êm ái mượt mà. Còn kiểu dáng thì tùy người, có người thấy đẹp, có người thấy không đẹp, vậy đó là chuyện mắt thẩm mỹ của mọi người mỗi khác nhau. Và với một cái trời công nghệ như vậy, thì với cái tầm giá rẻ như vậy, bạn có chọn Yamaha Frigo hay không? Các bạn hãy bình luận phía dưới cho mình biết nha. Cảm ơn mọi người đã xem video ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.